Nè, hai dạ, ngồi dậy đi, ba nói này cho nghe nè. Bây giờ ba thử thách con này nha. Rồi, nếu như mà con hoàn thành được á, thì con sẽ được thưởng phô mai. Rồi, đây, cái con ong nằm ở đây nè. Ba đố con nhảy lên trên chỗ con ong á, rồi con nằm kế bên bàn ong đi. Nếu mà được thì ba sẽ cho con ăn phô mai, ok không? Ok, rồi, bắt đầu thử thách. Giỏi ta. Rồi. Trời giỏi quá, nằm lên, nằm kế bàn ong luôn, nằm lên. Đúng rồi, ok, giỏi. Thôi xuống đây. Đi 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 đi, xuống đây, xuống đây, ok. Ôi ôi, ai tập cho mày giỏi dữ vậy trời. Gì đây? Trời ơi, không quên đòi phô mai hả? Nè, giỏi quá.